Huy xin kính chào tất cả các chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay bên Huy mới vừa về một chiếc xe Innova số sàn được sản xuất vào năm 2018 các bạn, màu đồng ánh kim, biển số thành phố. Xe này rất đẹp, cực kỳ đẹp luôn, có 102 nha các bạn. Xe mới chỉ chạy được 6.500 thôi các bạn, cây số là chính xác, là chuẩn luôn. Thì bên Huy đã kiểm tra rất là kỹ về tình trạng của xe này rồi. Nước sơn thì hầu như rin, mọi thứ rất là tuyệt vời. Thì Huy sẽ mời các bạn xem qua về ngoại thất cũng như là nội thất của chiếc xe để xem chiếc xe này có phù hợp với gia đình mình sử dụng hay không nha. Huy mời các bạn ạ. Đây các bạn, đây là chiếc xe Innova mà Huy muốn giới thiệu đến các anh chị và các bạn ha. Được sản xuất vào năm 2018, màu đồng ánh kim, biển thành phố. Mới đi được có 6.500 thôi nha các bạn, cực kỳ là chất lượng. Đây các bạn có xem qua, xe bên Huy mới lái về chưa có làm maru, chưa có làm dọn dẹp gì cả. Hầu như nước sơn là còn rin nha các bạn, hầu như là còn rin. Đó, các bạn có thể thấy được cái độ sáng, độ mới của đèn. Đây vỏ các bạn, vỏ theo xe nha. Đây gai vỏ các bạn xem, không khác gì nhiều so với một chiếc xe mới. Mới chỉ lăn bánh được có 6.500 thôi, cực kỳ là chất lượng. Xe thì chủ xe có trang bị dán phim cách nhiệt, rồi che mưa, rồi đây các bạn, decal dán lên tay cầm rất là kỹ nha. Kèm với đó là bệ bức chân, bệ bức chân ở phía dưới rất là đẹp nha các bạn. Một chiếc xe 2018 nói chung là trên thị trường không có những chiếc xe như thế này đâu các bạn, cực kỳ là hiếm luôn. Mình mà mua được những chiếc xe này về thì mình tiết kiệm được rất là nhiều chi phí, trong khi chất lượng của chiếc xe còn bảo hành đầy đủ nha các bạn. Cây số thì mới đi được có 6.500 thôi, rất là hiếm. Thì chiếc xe này bên Huy đã kiểm tra rất là kỹ rồi, đảm bảo cam kết cho các anh chị và các bạn cây số cũng như là chất lượng của xe là hoàn toàn chính xác. Xe chưa từng bị đâm đụng ha, chưa bị ngập nước. Tình trạng động cơ và hộp số còn nguyên bản nha các bạn. Này, option thì ở phía sau chúng ta có thể thấy được có camera gear. Rồi ốp bật lên xuống. Đây cảm biến gear, đây có một cái cản inox phía sau. Rất xinh xắn. Các bạn xem qua ha. Rồi về phần vỏ Sakura đây các bạn. Đây chưa chạm đất nha các bạn. Đó. Hai vỏ sau. Gầm nhún còn rất là đẹp. 2018 mà không khác gì nhiều so với một chiếc xe mới các bạn. Cực kỳ là hiếm có trên thị trường nha các bạn ha. Đó, màu sơn các bạn thấy không? Độ đồng đều về màu sắc từ phía trước, phía sau, bên hông hai bên. Hầu như là nước sơn còn rin các bạn. Chủ xe mua về và ít sử dụng, ít đi. Đó, rất là dày. Bên Huy cam kết về cây số nha các bạn. Xe còn bảo hành. Cam kết về cây số, bảo hành tại tất cả những cái đại lý trên toàn quốc, đại lý Toyota nha các bạn. Đó, một chiếc xe Innova số sàn, biển số thành phố, sản xuất năm 2018. Rồi sơ lược phần ngoại thất thì Huy mời các bạn xem thêm về phần nội thất bên trong để đánh giá về chất lượng của chiếc xe này nha. Huy mời các bạn ạ. Đây các bạn, Huy mời các bạn xem về chất lượng của phần nội thất bên trong. Đó, được chủ xe lót sàn Simili. Nội thất là màu đen nha các bạn. Ghế màu đen đã được bọc da rồi. Đó, những chi tiết nội thất bên trong rất là đẹp. Thực sự là rất là hiếm nha, để có những chiếc xe lướt như thế này trên thị trường. Đó, ghế rồi các bạn thấy không? Xe mới đi được có 6.500 thôi. Rồi sơ lược cho các anh chị các bạn xem về phần phía sau thì Huy sẽ mời các bạn xem thêm về phần phía trước. Đây các bạn, không trầy xước nha, còn cực kỳ là mới luôn. Bên Huy về vệ sinh sơ bộ thôi các bạn. Đây, những cái ốp bật lên xuống inox, lót sàn Simili. Đó, ghế da các bạn thấy không? Ghế này ghế da rất là xịn nha các bạn. Màu đen, rất là êm. Không chê vào đâu được, còn rất là thơm. Thơm mùi nội thất bên trong luôn các bạn. Xe này mua về chủ yếu là để trùm mền, lâu lâu quá lấy ra đi. Cho nên là về chất lượng của chiếc xe thì
Đó, cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn. Đó, các bạn có thể thấy à, da ghế à, không có bị sờn tí xíu nào luôn. Đó, còn rất là đẹp. Đây cây số mà Huy cho các bạn xem cây số nha. Cây số này là cây số chuẩn luôn nha các bạn. Bên Huy cam kết về cây số luôn cho các bạn. 6543 2018 mới 6543 cây số. Đó, táp lô các bạn xem qua ha. Cực kỳ là đẹp luôn. Nội thất bên trong màu đen. Nó tạo nên một cái gì đó rất là cứng cáp cho chiếc xe. Và bản thân Huy cũng rất là thích về cái màu đen này. Nó nhìn cái xe nó rất là sang trọng các bạn. Rồi về động cơ đây các bạn xem qua. Động cơ này là động cơ 2.0. Bên Huy chưa có làm gì, chưa vệ sinh gì hết. Đúng nguyên bản theo xe luôn nha các bạn. Động cơ còn nguyên bản, máy nổ rất là êm luôn. Mới đi được có 6.000 rưỡi thôi nha các bạn. Cho nên là mọi thứ không khác gì nhiều so với một chiếc xe mới. Đó, các bạn cứ nghĩ là hình dung ra mình mua chiếc xe về mình lâu lâu mình mới đi. Thì hiện tại xe mới chỉ được 6.000 rưỡi. Thì giá của chiếc xe này chắc chắn sẽ cao hơn so với một số xe mà coi như là cùng đời. Xe cao hơn không nhiều nha các bạn. Hiện tại xe này bên mình bán chỉ 660 triệu thôi. 660 triệu cho một chiếc xe không có khác nhiều so với một chiếc xe mới. Cực kỳ lướt luôn, cực kỳ chất lượng. Xe này mà khi mà mua mới thì nó rơi vào tầm đâu đó là 860 nha các bạn. 860 triệu. Nhưng bây giờ hiện tại xe này chỉ có giá là 660 triệu thôi. Rồi các anh chị và các bạn nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ nha. Huy sẽ tư vấn rõ hơn về giá cũng như là về thủ tục để sửa chiếc xe này rồi. Xe này thì hiện tại là cũng cận Tết rồi. Cho nên là các anh chị và các bạn nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ sớm nha. Để mình kịp lấy xe trong Tết để mình sử dụng. Rồi thì Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo ạ.